các bạn. Các bà con nghèo hãy đến đây nha các bạn. Đến ngay chỗ 200 nè các bạn ạ. Đến 204 vườn loài sẽ có mang được một bao gạo, một vài ký gạo nha các bạn. Hãy đến và cùng nhau thoát. Đó các bạn ơi, những hình ảnh này mình quay lại cho các bạn xem nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ cuộc sống Sài Gòn TV cũng như là Sưu Tầm TV trong suốt thời gian vừa qua nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Địa điểm này phát gạo miễn phí nha, phát gạo là thường xuyên luôn, 24/24 hết mùa dịch luôn nha các bạn, hết mùa dịch luôn, gạo rất nhiều, bà con ủng hộ, bà con tới đây không sợ thiếu gạo nha các bạn, bạn đến đây mỗi ngày, những bà con nghèo thôi nha các bạn, bà con nghèo thôi. Nhìn thấy khung cảnh này. Đây, các mạnh thường quân, các mạnh thường quân hãy liên hệ để tặng gạo nha các bạn. Đây, đây là những cái mà nhận gạo này. Các mạnh thường quân hãy liên hệ vào đây nha các bạn. Đây số điện thoại của anh Trình 0938686543 nha các bạn. Anh Trình là nơi mạnh thường quân hãy đến đây và cũng như là liên hệ, nếu mà có lòng ủng hộ bà con hãy liên hệ với số điện thoại này. Chúng ta hãy liên hệ đến số điện thoại này để ủng hộ bà con. Đây lại có một mạnh thường quân nữa nè các bạn, thấy không, một mạnh thường quân nữa ủng hộ bà con. Đây các bạn, đây thêm một mạnh thường quân nữa các bạn. Đó, mạnh thường quân á các bạn, số điện thoại phía trước đó các bạn là của mạnh thường quân. Các bạn, các mạnh thường quân hãy giúp đỡ, hãy giúp đỡ nha các bạn, bà con lúc này. Đó, rất nhiều mạnh thường quân nha các bạn. Đó, những người nghèo để được phát gạo trực tiếp, những hoàn cảnh khó khăn để được phát gạo trực tiếp. Đó, ở trên các bạn, ở trên có anh em ngồi ở trên để phân gạo đó các bạn. Đó, phân gạo các bạn nhìn thấy không. Đó, đây là mạnh thường quân nha các bạn. Đó, mạnh thường quân đã ủng hộ gạo cũng như là rất nhiều thứ nha các bạn. Bà con hãy đến đây hàng ngày nha các bạn, cũng như là các mạnh thường quân muốn giúp đỡ hãy đến đây giúp đỡ cùng với nhà nước, chân tay giúp đỡ bà con nghèo lúc này, những hoàn cảnh khó khăn này nha các bạn. Một miếng khi đói và một gói khi no lúc này. Cái thông báo này các bạn, hãy nhanh chóng nha các bạn, di chuyển nhanh chóng mỗi khi chúng ta nhận gạo nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.